Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kết quả tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân ở công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy. Nhanh chóng làm rõ khởi tố nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng tại điểm gác chắn tàu đường sắt trên địa bàn quận Thanh Khê. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Trong năm 2022, các cấp bộ đoàn trực thuộc Đoàn Công an thành phố đã tổ chức 31 đợt về nguồn, các địa chỉ đỏ, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chủ điểm thảo luận về các cuốn sách, giới thiệu đầu sách viết về Bác. Trong công tác tình nguyện, các cấp bộ đoàn tổ chức triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, triển khai và duy trì hiệu quả 3 mô hình Chúng con luôn bên mẹ, đồng hành cùng em đến trường, thắp sáng nghĩa trang. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức phát động đợt thi đua với chủ đề Tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng 75 năm học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Trong năm 2023, Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng cũng đạt được nhiều kết quả tốt, nhất là các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp đỡ phụ nữ nghèo đơn thân, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như mỗi hội viên, mỗi cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hoạt động ý nghĩa. Những năm trở lại đây, công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng không ngừng được nâng cao. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Bệnh xá Công an thành phố đã phối hợp với Bệnh viện 199 Bộ Công an tổ chức các đợt kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát bệnh tật cho cán bộ chiến sĩ. Lực lượng y tế trong Công an thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở như thăm, tặng quà gia đình chính sách, khám cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu vùng xa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ, người thầy thuốc công an trong lòng nhân dân. Cùng thời gian này, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, đoàn công tác của Công an thành phố do Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng tại các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngày 23 tháng 2, Công an thành phố tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân thuộc các đơn vị doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cơ quan báo chí làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Chia sẻ tại buổi khen thưởng, lãnh đạo Công an thành phố cho biết, năm 2023, Công an thành phố được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành cùng các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn thành phố. Giám đốc Công an thành phố trao tặng giấy khen cho 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 18 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2022. Thưa quý vị và các đồng chí, lắng nghe ý kiến của nhân dân để phục vụ nhân dân được tốt hơn, đó là chủ trương được cán bộ chiến sĩ Công an phường Khuê Trung thực hiện với nhiều nội dung biện pháp sáng tạo hiệu quả. Nhờ vậy, người dân luôn tin tưởng giúp đỡ lực lượng công an phường, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Đây là buổi diễn đàn Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân do Công an phường Khuê Trung tổ chức vào tháng 10 năm 2022. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Công an quận, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường và đội ngũ cốt cán làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Thông qua diễn đàn này, lực lượng Công an phường đã thu về những ý kiến đóng góp vô cùng quý báu về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là xây dựng lực lượng công an phường ngày càng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại địa phương thì Công an phường đã tham mưu cho Đoàn ủy và Ủy ban phường Khuê Trung ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Đồng thời là tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết số 12 đến toàn thể cán bộ đảng viên, tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư trong thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh. Không chỉ ở diễn đàn này, ý kiến của người dân với công an phường còn được tiếp nhận qua những buổi tiếp xúc của lực lượng cảnh sát khu vực tại địa bàn dân cư và mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân do Giám đốc Công an thành phố phát động. Những ý kiến đóng góp của nhân dân với lực lượng công an phường đều được chỉ huy và cán bộ chiến sĩ rút kinh nghiệm, phản hồi và đề ra giải pháp khắc phục. Thông qua diễn đàn đã làm thay đổi tình hình an ninh trật tự ở cơ sở và hình ảnh của người cảnh sát khu vực với nhân dân. Hiện nay cái phong cách làm việc của cơ quan công an rất là tốt,
Thứ nhất là tăng cường thời gian làm việc và tiếp xúc với nhân dân. Thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi mà đến làm việc với cơ quan công an. Và các đồng chí công an rất là nhiệt tình trong các công việc của mình. Đây là buổi diễn tập ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng do Công an phường Khuê Trung tham mưu tổ chức. Để có được buổi diễn tập thành công, lôi cuốn đông đảo người dân tham gia hưởng ứng, bởi người dân được tuyên truyền, hiểu và thấy được một phần trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy ở cơ sở. Lực lượng thường xuyên kiên trì tuyên truyền không ai khác chính là cán bộ chiến sĩ Công an phường Khuê Trung, thông qua các buổi xuống cơ sở nắm tình hình, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Từ công an đến cảnh sát khu vực rất là kề cận với người dân, nắm bắt người dân và những cái vật gì đó là báo cho công an cảnh sát khu vực là sẽ có mặt ngay. Từ diễn đàn công an phường lắng nghe ý kiến của nhân dân, thời gian qua toàn lực lượng công an phường Khuê Trung có nhiều đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều mô hình hay, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở, lôi cuốn đông đảo người dân tham gia, tạo thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong thời gian đến thì chúng tôi cũng xác định đó là tiếp tục phát huy cái công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn của phường, mà đặc biệt là cũng nhấn mạnh cái vai trò trách nhiệm của công an, đặc biệt là các lực lượng cảnh sát khu vực trong cái diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân để tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh. Lắng nghe ý kiến của nhân dân để phục vụ nhân dân được tốt hơn không còn là khẩu hiệu hành động mà đã được các cán bộ chiến sĩ công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ hiện thực hóa qua hành động, việc làm cụ thể hàng ngày. Đây chính là tiền đề để tập thể công an phường thực hiện hiệu quả nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tiếp theo là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Chiều ngày 15 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện, sinh năm 1991, trú Quảng Ngãi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê. Tận dụng các mối quan hệ trong công việc, Thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng và nhiều lần vay mượn tiền của một bị hại trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Trong tháng 3 năm 2021, Thiện tiếp tục hỏi vay bị hại 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hẹn, đối tượng lại không trả được số tiền trên, nên bị hại đã viết đơn đến cơ quan công an trình báo. Ngày 16 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bắt tạm giam ông Bùi Văn Tấn, 47 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thành phố Đà Nẵng và hai người liên quan là Lương Ngọc Vũ, 43 tuổi, đăng kiểm viên và Lương Kim Quang, 29 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật LKQ để điều tra về tội nhận hối lộ. Theo điều tra bước đầu xác định, khi tiến hành việc đăng kiểm xe cơ giới, Lương Ngọc Vũ thấy có nhiều xe thay đổi kết cấu, thiết kế không đúng với điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm nên đã cấu kết với Lương Kim Quang để lập công ty nhằm làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên. Chủ xe hoặc người đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền cho Vũ. Vũ chia số tiền này cho giám đốc là ông Bùi Văn Tấn. Ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải Châu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Ngọc Thắng, 39 tuổi, trú phường Bình Thuận về tội trộm cắp tài sản. Theo điều tra, tối ngày 27 tháng 12 năm 2022, Thắng bắt xe ô tô Grab đi từ đường Phạm Như Sương, quận Liên Chiểu về lại nhà ở quận Hải Châu. Trong quá trình ngồi trên xe, lợi dụng lúc tài xế không để ý, Thắng đã trộm cắp một điện thoại di động rồi xuống xe tẩu thoát. Đến tối hôm sau, khi đang đi ăn trên đường Hoàng Diệu, phát hiện thấy tổ tuần tra của công an phường Nam Dương, Thắng liền bỏ chạy và vứt lại điện thoại nhưng vẫn bị bắt giữ. Sau 3 giờ đồng hồ vào cuộc, ngày 18 tháng 2, đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ đã bắt giữ Phan Ngọc Trữ, 23 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang về hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên Trữ đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác. Vào sáng ngày 18 tháng 2, Trữ điều khiển xe máy đi trên khu vực cầu đỏ Túy Loan hướng về phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ thì gặp một người phụ nữ đang đi bộ ven đường có đeo sợi dây chuyền vàng nên giả vờ hỏi đường để thăm dò. Sau khi rời đi một đoạn, thấy thời cơ thuận lợi, anh ta lập tức áp sát và giật lấy sợi dây trên cổ bị hại rồi tăng ga bỏ chạy. Được biết Trữ chuẩn bị đi chấp hành án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản thì tiếp tục vi phạm. Tối ngày 18 tháng 2, tổ công tác C4 của lực lượng 911 công an thành phố đã bắt quả tang Trần Đức Trung, 19 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào thời điểm trên, tổ C4911 đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Bạch Đằng
thì phát hiện hai nam thanh niên phóng xe với tốc độ cao từ đường 2 tháng 9 về trung tâm thành phố nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Lúc này Trung ngồi sau đã nhảy xuống bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị bắt giữ trở lại. Phát hiện trong người có 15 viên thuốc lắc, 4 gói ni lông màu trắng nghi là ma túy đá. Thưa quý vị, tuần qua tại thành phố Đà Nẵng liên tiếp các vụ mua bán trái phép chất ma túy bị triệt phá. Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an thành phố đã thu giữ hơn 16.000 viên hồng phiến, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Thành tích xuất sắc này một lần nữa thể hiện quyết tâm của toàn lực lượng công an thành phố đối với tội phạm liên quan đến ma túy. Từ đầu tháng 2 năm 2023, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện có một nhóm đối tượng ngoại tỉnh thường xuyên có biểu hiện vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Quảng Trị về Đà Nẵng tiêu thụ và phân tán đi các địa phương khác nên tiến hành lập án đấu tranh. Sau khi xác minh và thu thập đủ thông tin về hành tung của số đối tượng này, tối ngày 16 tháng 2 trên đường Nguyễn Lương Bằng, các trinh sát đã tổ chức mật phục bắt quả tang Nguyễn Tiến Tùng, 22 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị khi vừa nhận ma túy được gửi từ Quảng Trị vào Đà Nẵng, thu giữ 16.000 viên ma túy hồng phiến. Khám xét khẩn cấp nơi trọ của Tùng trên đường Nguyễn Cảnh Dị, tiếp tục phát hiện thêm một hộp giấy chứa 2 kg ma túy đá và 35 viên hồng phiến. Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Em có quen một anh tên Nam ở người Hà Nội. Anh lấy ma túy đó vào là gửi vào đây em cách dùng anh khi nào anh cần rồi anh chặn gửi ra ngoài Bắc vậy. Anh lấy hàng về bên kia về thì lời anh có cho 50 triệu gì đó, anh cách dùng anh khi một lần gửi có 50 triệu gì đó. Cùng lúc này, tại một phòng trọ trên đường Phú Lộc 19, một tổ trinh sát khác bất ngờ bắt quả tang Trương Đình Kiệt, 23 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với các con nghiện, thu giữ 143 viên hồng phiến và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Mở rộng vụ án, các trinh sát tiếp tục bắt quả tang Lê Văn Bình, 27 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 160 viên hồng phiến. Số ma túy trên được các đối tượng khai nhận lấy từ Quảng Trị về Đà Nẵng tiêu thụ, kiếm lời. Tổng số ma túy thu giữ được từ 3 vụ việc nêu trên là hơn 16.000 viên hồng phiến, 2 kg ma túy đá và một số tang vật khác. Đây là một số lượng ma túy cũng là lớn nhất từ trước này ngay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Đó cũng là một phần góp phần ngăn chặn cái việc ma túy thẩm lậu vào cái địa bàn Đà Nẵng nói riêng và cả cái tỉnh Quảng Nam và cái tỉnh Nam miền Trung nói riêng. Thì đây là một cái thành tích lớn sau Tết, cũng là một cái thể hiện cái tinh thần quyết tâm của cái lực lượng cán bộ chiến sĩ lực lượng ma túy công an thành phố Đà Nẵng để đảm bảo cái an ninh trật tự. Cùng với sự phát triển của xã hội, tội phạm ma túy cũng ngày càng tinh vi, ma mãnh và đầy thủ đoạn. Mỗi cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vẫn đang nỗ lực từng ngày, đầy trách nhiệm với nhiệm vụ được giao nhằm làm trong sạch địa bàn, quyết tâm đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, cộng đồng mạng xã hội ở thành phố Đà Nẵng đang rất bất bình trước đoạn clip được chia sẻ về việc một nhóm thanh niên có hành vi hành hung thô bạo với nữ nhân viên gác chắn đường sắt. Trước tình hình này, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc xác minh và làm rõ các đối tượng có liên quan. Đây là khu vực gác chắn thuộc km 789 cộng 524 nằm trên địa bàn phường Chính Gián, quận Thanh Khê, nơi xảy ra vụ việc các đối tượng hành hung nhân viên gác chắn. Anh Nguyễn Ngọc A, người chứng kiến toàn bộ sự việc, vẫn không thể hiểu tại sao bạn mình lại có hành động như vậy với hai nhân viên gác chắn đường sắt. Mặc dù anh và bạn bè đã cố khuyên bảo nhưng vẫn không ngăn được hành vi nói trên. Cùng nhậu cùng uống quá là cùng đi luôn mà để anh em là sống nhau đi uống bia cho vui. Rồi cái tự nhiên tới đây là chúng y gác chắn cái là tự nhiên họ chắn cái barrier lại rồi cái tự nhiên hắn lại vô đi gai gỗ họ. Đường gác chắn là nguy hiểm mà coi như họ là vô đánh họ là sợ hoàn toàn hết. Rất nhanh chóng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã có mặt tại hiện trường, tổ chức xác minh, thu thập thông tin ban đầu. Nhóm thanh niên nói trên sau khi gây rối trật tự, đánh người gây thương tích đã rời khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra đã được một số người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Khi xuống hiện trường thì các đối tượng đã bỏ đi khỏi hiện trường. Thì qua cái xác định vụ việc có chắc là cũng rất là phức tạp và cái ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn phường. Nên là công an phường đã chỉ đạo quyết liệt là trong việc truy tìm đối tượng thông qua các biện pháp nghiệp vụ, nhất là các công tác trích xuất camera tại hiện trường và ghi lời khai các nhân chứng tại hiện trường, thì cơ quan công an phường xác định được các đối tượng tham gia cái vụ việc. Ba đối tượng gồm Dương Quang Tuấn, 39 tuổi, Huỳnh Quang Huy, 22 tuổi, cùng chú phường Chính Gián và Lương Huỳnh Minh Chí, 32 tuổi, chú phường Hòa Khê, được mời về trụ sở để hợp tác điều tra.
Tại cơ quan công an, Tuấn và các đối tượng liên quan đã thừa nhận do mâu thuẫn với hai nhân viên gác chắn khi đang đóng chắn để tàu qua. Tuấn yêu cầu nữ nhân viên mở gác chắn lên nhưng không được đáp ứng, nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào can ngăn. Đúng, em sai rồi, em chạy tới, có uống rượu uống bia, có sai ban đầu. Công an phường có đưa camera lên cho em coi thì em mới biết, chứ còn khi lúc việc đó thì em cũng không để ý lắm. Nên là qua cái vụ việc này cũng công an phường chính gián cũng cảnh báo với lại tất cả mọi người dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, trong quá trình cư xử này, sinh hoạt này và sinh sống, mình phải có cái sự kiềm nén, kiềm chế bản thân, không để những cái hành vi nhỏ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, mà nhất là cái bản thân cái người mà người vi phạm thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhất là cái sự lên án của dư luận. Hiện nay dư luận rất lên án về cái vụ việc này, và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Qua thời gian điều tra, tối ngày 21 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba thanh niên nói trên về tội gây rối trật tự công cộng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người do thiếu kiềm chế trong việc xử lý các mâu thuẫn dẫn đến hậu quả không đáng có và phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Đến đây, chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.